Chào tất cả bạn đến với kênh mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ review nhanh cho các bạn bằng switch POE phục vụ cho hệ thống CCTV giám sát của bạn. Có mã switch là OS6360B10UE. Hiện tại mình đang có rất nhiều các switch box ra để lắp đặt cho các vị khách rồi. Cực kỳ nhiều luôn các bạn ở đây. Rất là nhiều. Đang hiện hữu switch box ra để lắp đặt hệ thống CCTV nhiều đây, rất nhiều. Cái hệ switch POE này rất buồn cho hệ thống cam của hàng qua. Đây thì còn một hộp nguyên tài nguyên kiện. Nguyên tài có mã để bạn quét mã QR luôn. Và bây giờ mình khui luôn cái thùng fit nguyên tài cho bạn xem luôn. Đây là fit này có khác gì do cái sinh sửa không nhé. Trong ngoài thì các bạn đầu tiên các bạn có nguồn này, có một cái cổng console như bạn Quỳnh, một đầu cổng ôm ở đầu là đầu của bạn Nam. Đầu tiên các bạn nhìn thấy ra, bây giờ mình nhá nấc cái switch lên. Phía đây các bạn này, switch đây là switch có 8 cổng, 8 bọn nang và còn đâu các môn liên quan, hỗ trợ các bạn các tiền bán môn liên quan, rất nhiều các môn liên quan cho các bạn. Phía sau là nguồn và có mã QR quét trên suýt của bạn, rất còn nhẹ. Đây thì bỏ ra là mình đóng lại này. Đây trong hộp nguyên đai linh kiện của switch này, thì bạn muốn bắt trên rách được thì bạn có một cái thiết bị rách đi kèm bên ngoài. Đây là cách tai các bạn, bộ tai để bạn bắt trên rách. Tai để bạn bắt trên rách thì đấy, cả hộp bên ngoài luôn, không đi theo trong hộp của switch này. Đó là một điều khác biệt bạn quý, bạn phải mua thêm tai để bạn bắt lên cái tủ rách của bạn. Đây rất nhiều các switch. Đây không phải là, đây là những con switch mà mình lắp bên ngoài thôi, chứ không phải là switch lắp ở trong server. Nếu như con switch lắp server đây, mình đi quay giúp đây, mình đi căn này quay giúp bên này. Nếu mà các bạn muốn lắp trên server, trong vòng server thì bạn dùng con switch to ấy. Đây là switch POE nhưng mà switch 24 cổng và hỗ trợ rất nhiều các liên quan cho các bạn, cực kỳ nhiều các liên quan. Ngoài ra đồng switch này ra thì hiện tại bây giờ mình còn đây còn những switch nhỏ hơn này. Dòng switch này là dòng switch công nghiệp này bạn ạ. Đây switch này. Đây. Đây là nguồn. Đây là bộ nguồn. Và mình hiện tại mình không có một con switch công nghiệp nào đây. Chiêu viện rất là to. Nó đi chạy ở ngoài trời. Ngoài ra mình có rất nhiều cái switch công nghiệp mà mình đã để trong kho. Tiện review cho bạn xem. Video hôm nay thì mình giới thiệu review nhanh cho bạn. Xem qua mình khui hộp switch là thôi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình hướng dẫn các bạn cách cấu hình switch, cấu hình cam của hình đầu ghi của hàng quan. Xin chào các bạn.